Ngăn ngừa lão hóa sớm với phương pháp đơn giản. Bạn có thể ngăn chặn tình trạng lão hóa da sớm bằng phương pháp vô cùng hiệu quả. Nguyên nhân gây lão hóa. Lão hóa da thường do hai nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, các nguyên nhân chủ quan là thủ phạm gây nên tình trạng lão hóa da. Các nguyên nhân chủ quan có thể kể đến là đầu óc căng thẳng hay chịu stress, chế độ ăn ít rau quả, thường xuyên uống rượu bia, chất kích thích, thức quá khuya. Ngoài ra, càng lớn tuổi, sự hình thành collagen, elastin, sản sinh tế bào càng giảm, làm cho cấu trúc này trở nên lỏng lẻo, giảm đi sự đàn hồi vốn có của làn da khi còn trẻ. Bên cạnh đó là các nguyên nhân khách quan như do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời có chứa nhiều tia UV, sống ở môi trường bị ô nhiễm nặng như khói bụi, khí thải, môi trường khô nóng hoặc khô lạnh. Lạm dụng mỹ phẩm quá đà, sử dụng không đúng cách cũng khiến da nhanh lão hóa. Tẩy tế bào chết vào ban đêm. Tẩy tế bào chết được coi là giải pháp hay nhằm tránh tình trạng da nhợt nhạt và không đều màu, một trong những vấn đề phụ nữ tuổi 30 phải đối mặt. Lời khuyên cho bạn là hãy tẩy tế bào da chết vào ban đêm để giúp thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo da, loại bỏ các tế bào già cỗi, lấy lại làn da sáng, trẻ trung. Bạn có thể tìm kiếm nhiều công thức tẩy tế bào chết từ các nguyên liệu tự nhiên, rẻ mà lại an toàn. Dùng sữa rửa mặt có khả năng cân bằng độ pH cho da. Không phải cứ sản phẩm đắt là tốt nhất, vấn đề là phải phù hợp với làn da. Sữa rửa mặt có khả năng cân bằng độ pH cho da có thể làm sạch nhưng vẫn giữ được hàng rào bảo vệ trên bề mặt da, giữ cho da đủ ẩm và không bị khô căng. Cố gắng hạn chế stress. Stress là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống, nhưng bạn nên cố gắng hạn chế nó ở mức thấp nhất có thể. Stress sẽ kích thích tuyến thượng thận tiết ra nhiều hormone làm tăng đường huyết, tăng cholesterol máu gây tình trạng tăng cân. Lựa chọn thực phẩm không chứa gluten. Gluten là tên gọi chung của một loại protein có trong một số loại ngũ cốc và có nhiều nhất trong lúa mì. Nó ảnh hưởng tới quá trình hấp thu và tiêu hóa các chất khoáng trong đường ruột, làm mất đi lượng khoáng chất, cũng như các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì tuổi thọ của da. Chọn lựa những thực phẩm không chứa gluten như gạo, hạt diêm mạch, còn gọi là hạt quy nâu, đồng thời từ bỏ các loại bánh mì, mì ống và thay thế chúng bằng rau, củ, quả nhiều vitamin sẽ khiến cơ thể bạn trẻ khỏe hơn. Kiểm soát áp lực. Khi lượng hormone gây căng thẳng, áp lực mang tên cortisol thường xuyên ở mức cao có thể dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm bao gồm bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì cùng các bệnh lý liên quan tới dạ dày và đường ruột. Áp lực trong thời gian dài có thể sẽ khiến tuổi thọ của bạn bị giảm, làn da nhanh chóng bị lão hóa. Kiểm soát áp lực hiệu quả bằng cách suy nghĩ tích cực, thiền định, tập thể dục hay chơi các trò xả bớt stress giúp bạn ngăn chặn lão hóa về cả tinh thần lẫn thể xác.